Rồi bây giờ sau khi bảo quản cái dụng cụ leo dừa này thì bây giờ mình đã tiến hành mình ra khúc dừa rồi. Bây giờ mình sẽ vừa làm đạo diễn mà vừa làm diễn viên, vừa làm quay phim luôn nên không có ai hỗ trợ nên mình dùng cái chân này để mình quay nha. Mình sẽ hướng dẫn anh em, nói chung là nó cũng dễ nhưng mà mình cũng chia sẻ thôi, lỡ là chia sẻ chị hết luôn. Từ cách bảo quản đến cách gắn dụng cụ, cách leo để hái dừa thế nào để anh em thấy được ha. Còn dù anh em nào có nhu cầu mình cũng có thể giao lưu luôn cái dụng cụ này, thì nói chung là sĩ lẻ đều có hết. Bây giờ mình sẽ gắn lên thân dừa nha, nó có gắn cái chân dưới trước. Ở đây nó có cọng dây để nó chịu cỡ, nhưng mà thằng này nó có tuột, thằng này nó giật lại, còn thằng này mà nó có, nói chung là thằng này để nó có tuột, sợ nó hay tuột xuống á thì mình đi giật lại. Còn trên đây cũng vậy, đây khi mà lên tới trên cây thì mình sẽ dùng cọng dây này nè, dùng cọng dây này để cột lên cái bẹ dừa hoặc cái đầu đọt dừa ở trên để nó giữ lại, để tránh tình trạng nó bị tuột ha. Khi mình ngồi thì nó có chịu lực thì nó dằn xuống, còn mình leo lên thì nó nhẹ thì nó bị tuột. Cây này là ngày xưa là mình xém bất mạng nha anh em, một dụng cụ này luôn nha, mình sơ hở do cây nó cong, cái đường cong này. Mấy cây là cái dụng cụ leo những cây thẳng rất dễ, nhưng những cây cong nó khó leo. Đây mình sẽ lên trên cột lại đây. Nói chung là này thì leo mình phải đã 2 giây rồi, cáp thì cũng ok rồi ha, thì tiến hành gắn ha. Rút cái chốt này ra, cái này bọc qua, bọc qua ôm lấy cái gốc dừa này. Đó. Quay cận cảnh lấy cho anh em dễ nhìn. Đây, sau khi gắn cái dụng cụ này nó trên gốc dừa này nó sẽ như thế này đây, bộ trên bộ dưới. Này mình tất cả dùng lực của mình hết nha, không có dùng máy, nhưng một số dụng cụ anh em chế bằng máy thì nó khỏe quá. Đó. Đây là mình gỡ cái dây ruột xe ra nè, xe máy ra nè. Rút chốt ra. Rút chốt ra xong rồi cái mình lấy cọng dây quấn ngang cái thân dừa này rồi vòng lại ôm vô. Này mình đang xài mất số 3. Có nhiều mất khác nhau tùy cây lớn nhỏ. Cây này mình đã từng leo rồi, mình xài nhớ xài nấc số 3. Có thể lên tới đọt, có thể xài nấc số 2 cũng chừng đó. Nhưng mà mình nguy hiểm lắm, chỉnh như trên cây rất nguy hiểm. Đây cũng vậy. Đây, mình xài mất cái số 3 nha, đây có cái yên ngồi ha. Thì bây giờ mình sẽ làm để cái camera để quay lại cái lúc mình đang leo cho anh em coi nha. Leo thì mình leo hơi chậm, không phải mình có dân chuyên nghiệp. Quay cho anh em xem. Để bên đây đi.
đây. Coi mấy phút rồi bấm bấm nút đỏ luôn đi, dừng lại luôn. Có bệnh coi lại đây. Có bệnh coi coi mấy phút rồi bấm nút dừng luôn. 5 phút trở lên bấm dừng rồi. Bấm mấy nút đỏ là dừng lại đó. Đem máy vô cất luôn. Mấy phút rồi? 6 phút mấy rồi?